Xin chào các bạn, mình là Hạnh, chuyên viên truyền thông của công ty VNPT Technology và người đưa ra thử thách cho mình là ngồi đây. Xin chào các bạn, mình là Long, chuyên viên phát triển sản phẩm và giải pháp của VNPT Technology, là người gửi thư thách đấu trực tiếp tới Hạnh. Trước khi đi vào nội dung của thách đấu thì xin được hỏi Hạnh là ở nhà bạn đã từng mua và cài đặt một số các sản phẩm công nghệ như là modem wifi hay chưa? Chưa, bình thường bố mình sẽ là người phụ trách các sản phẩm công nghệ đó hoặc sẽ có chuyên viên của hãng hỗ trợ. Vậy thì nhân tiện ngày hôm nay thì xin giới thiệu với Hạnh và các bạn, đây là dòng sản phẩm Mesh Wi-Fi mới nhất của VNPT Technology với tên gọi RW12ST. iGate RW12ST là kết tinh những ưu điểm nổi bật của hai thế hệ trước, với hiệu năng được nâng cấp vượt trội hơn, vẫn giữ vững những tính năng nổi bật của công nghệ Mesh. iGate RW12ST mang lại hệ thống Wi-Fi đồng nhất trong phạm vi lên đến 600m², đồng thời ứng dụng công nghệ roaming cho phép thiết bị tự động thay đổi giữa các mạng không dây mà không gián đoạn kết nối. iGate RW12ST hoạt động đồng thời trên hai băng tần 2.4 và 5GHz. Tốc độ truyền tải không dây có thể lên tới 1200 Mbps. Sản phẩm mới này cũng cải thiện về quy trình lắp đặt, chỉ với một nút bấm trên thiết bị CAP có thể quét toàn bộ thiết bị MRS xung quanh và thiết lập mạng Mesh chỉ sau 2 phút. Bên cạnh đó, với những thay đổi về thiết kế, hệ thống Mesh Wi-Fi này có thể triển khai linh hoạt hơn với mọi địa hình, để bàn hay treo tường, treo trần cùng với giải đèn LED mang tính thẩm mỹ cao. Và thử thách ngày hôm nay thì Long muốn dành cho Hạnh đó là trong vòng 2 phút, Hạnh cài đặt và kết nối thành công tới sản phẩm RW12ST này. Thì không biết Hạnh nghĩ thế nào và thấy mình có thực hiện được không? Mình có thể từ chối thử thách này được không? Bởi vì thực sự ngoài điện thoại ra mình không động vào các thiết bị công nghệ bao giờ cả. Không sao, không thử thì làm sao mà biết. Nếu mà Hạnh thành công thì Long sẽ có phần quà dành riêng cho Hạnh, nhưng mà phần quà đó thì Long sẽ bật mí sau. Được, vậy mình chấp nhận thử thách. Ok. Một bộ sản phẩm bao gồm một thiết bị RW12ST đi kèm với các phụ kiện, một cáp nguồn, một cáp LAN Internet và một sách hướng dẫn sử dụng nhanh. Đây là hướng dẫn sử dụng nhanh, trong này có mô tả các bước thực hiện. Hãy nghe đọc và làm theo nhé, mình không trợ giúp đâu. Được. Ok, bắt đầu. Bước 1, các thiết bị ở trạng thái xuất xưởng. Bật nguồn tất cả các thiết bị, đặt gần nhau trong khoảng cách 2m, đợi đến khi đèn LED chính giữa sáng đứng xanh. Bước 2, chọn một thiết bị làm cáp, kết nối cổng WAN của cáp với cổng LAN của router để cấp dịch vụ Internet cho cáp. Đèn LED xung quanh thiết bị sáng đứng xanh. Bước 3, trên cáp, bấm nút WPS dưới mặt đáy của thiết bị. Đèn LED trên tất cả các thiết bị nháy xanh. Bước 4, chờ đến khi đèn LED trên tất cả các thiết bị sáng đứng xanh, mạng Mesh đã được thiết lập thành công. Bước 5, kết nối đến Wi-Fi của mạng Mesh để sử dụng dịch vụ. Tên SSID và mật khẩu password của mạng Wi-Fi in trên tem tại mặt sau của thiết bị. Giờ mình thử kiểm tra chất lượng Internet nhé. Xem nào, 225,38 Mbps. Hạnh có biết sự khác nhau giữa repeater và Mesh Wi-Fi là gì không? Cái này mình biết. Mesh Wi-Fi và repeater đều được sử dụng để mở rộng vùng Wi-Fi trong nhà. Tuy nhiên, mỗi repeater sẽ tạo ra một Wi-Fi riêng biệt và khi di chuyển chúng ta sẽ phải đăng nhập lại. Còn với Mesh Wi-Fi thì sẽ chỉ tạo ra một mạng Wi-Fi duy nhất. Khi di chuyển thì thiết bị điện tử sẽ tự động kết nối đến thiết bị Mesh Wi-Fi có chất lượng Wi-Fi tốt nhất. Chính xác là như vậy. Giải pháp Mesh Wi-Fi hiện tại là tối ưu nhất. Ngoài ra thì trên phiên bản RW12ST này còn cho phép Mesh với ONT của VNPT thành một mạng Mesh. Tức là Hạnh chỉ cần đầu tư một thiết bị Mesh Wi-Fi và một thiết bị ONT của nhà mạng là đã có một giải pháp Mesh Wi-Fi hoàn chỉnh nhất rồi. Ok, vậy bây giờ chúng ta cùng cầm một thiết bị MRE sang phòng họp khác để kiểm tra chất lượng dịch vụ Internet nhé. Được, đi thôi. Bây giờ chúng ta làm gì hả Long? Tết thôi. 177,88 Mbps, cũng không chênh lệch nhiều nhỉ. Sau khi cài đặt và test thì Hạnh đánh giá thế nào về sản phẩm Mesh này? Mình cảm thấy sản phẩm Mesh này cài đặt rất đơn giản, thuận tiện, bất kỳ ai cũng có thể làm được. Hơn nữa về mặt tính năng thì tốc độ rất cao, không thua kém bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường. Mình cảm thấy sản phẩm iGate RW12ST xứng đáng nhận được sự ủng hộ của người dùng Việt. Mà mình đã hoàn thành thử thách rồi, vậy phần quà cho mình là gì nhỉ? Phần quà dành cho Hạnh là một tràng pháo tay của mình. Xin cảm ơn các bạn đã cùng Hạnh và Long trải nghiệm sản phẩm Mesh Wi-Fi mới iGate RW12ST của VNPT Technology.